Heyo và xin chào tất cả các bạn đến với kênh Kiến Thức Dạo. Kênh của mình luôn chia sẻ những video và những thủ thuật hay về điện thoại. Thì nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình nha. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thủ thuật khá là hay trên Zalo. Cái này là mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng Zalo. Thì trên Zalo nó có rất là nhiều những cái tiện ích khá là hay để cho các bạn sử dụng nhắn tin. Tuy nhiên, có nhiều bạn chưa biết cái tiện ích này thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái tiện ích mà các bạn có thể là không biết nha. Còn nếu như các bạn biết rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này nha các bạn. Ok, và ở đây các bạn nào chưa biết thì hãy xem hết video của mình và tìm hiểu nè. Ok, và bắt đầu nào. Hôm nay xin được giới thiệu đến anh em cổng game online V99 hot nhất hiện nay. Game rút nạp nhanh qua thẻ ATM và Momo, chưa mất 5 phút, tiền sẽ về thẻ của anh em, tỷ lệ là 1-1. Liên tải game và số điện thoại Zalo tư vấn, chúng mình để ở dưới phần mô tả và ghi bình luận. Để biết thêm chi tiết, anh em hãy tự mình tham khảo nhé. Ok, và cái tiện ích đầu tiên đối với các bạn sử dụng điện thoại Android á, thì trên Zalo các bạn có thể là nhắn tin kiểu chữ khổng lồ hoặc là kiểu chữ siêu nhỏ trên Zalo nha. Thì cái tiện ích này chắc chắn các bạn sẽ không để ý tới nè. Thế đây, để nhắn tin chữ siêu to khổng lồ hoặc là chữ siêu bé thì các bạn có thể mở lên nè. Các bạn mở lên và các bạn nhắn một cái đoạn nào đó. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhắn là khổng lồ. Và tại đây, để nhắn chữ siêu to khổng lồ thì để thay đổi kích thước của cái chữ này thì các bạn nhắn giữ vào cái mục mũi tên ở đây. Nhấn giữ nha, các bạn nhấn giữ. Và khi đó nó sẽ xuất hiện một cái dấu cộng nè và dấu trừ. Ở đây các bạn có thể kéo lên đó. Thì như các bạn thấy cái chữ nó siêu to rồi nè. Nếu như các bạn muốn nó nhỏ lại thì các bạn có thể kéo xuống phía dưới. Đó, ở đây mình sẽ kéo chữ siêu to đây. Đó, nó to hơn rất là nhiều so với cái chữ bình thường nha. Đó là chữ siêu to. Còn nếu như các bạn muốn chữ siêu bé, đây mình sẽ ghi là siêu bé. Đó. Và để nhắn tin với chữ siêu bé thì các bạn cũng nhấn giữ vào cái nút này và các bạn kéo xuống phía dưới. Đó. Thì như các bạn thấy ở đây, chữ cực kỳ bé luôn nha. Đó. Và đây là cái chữ bình thường nè. Bình thường, để cho các bạn so sánh được kích thước của những cái chữ này. Đó. Thì như các bạn thấy, chữ siêu to khổng lồ nè, chữ siêu bé nè và chữ bình thường. Đó, khá là hay phải không nào? Thì mình nghĩ cái này thì sẽ có rất ít các bạn biết nè. Chính vì vậy mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật này để có thể nhắn tin cho bạn bè nha. Khá là thú vị đấy. Ok, xong cái thủ thuật thứ nhất. Và cái thủ thuật thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn có thể thay đổi được phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khi các bạn nhắn tin cho bạn bè. Để thực hiện thì các bạn làm như sau. Đối với trên điện thoại Android luôn nha. Thì ở đây các bạn chọn vào bạn bè của bạn và để nhắn tin thay đổi kiểu chữ á. Thì các bạn làm như sau. Các bạn tích chọn vào cái kẹp ở phía dưới ở đây. Tích chọn vào. Và ở phía dưới này các bạn tìm đến cái mục là kiểu chữ. Đây, chữ AA nè, kiểu chữ nè. Khi đó ở trên cái phần này nó sẽ xuất hiện những cái kiểu chữ cũng như phông chữ, màu chữ ở đây. Thì các bạn kéo qua bên tay trái để có thể là xem những cái kiểu chữ khác và các bạn chọn một kiểu và các bạn nhắn tin. Đây, bây giờ mình sẽ nhắn tin chữ màu xanh này đi. Hay quá đi nè. Đó. Và các bạn nhắn tin. Đó, thì chữ của nó sẽ đổi màu như vậy. Thì thay vì các bạn đổi nhắn tin với cái chữ bình thường thì nó khá nhàm chán thôi nào. Thì các bạn có thể thay đổi và nhắn tin với bạn bè với những cái chữ màu sắc như vậy thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó. Và mình sẽ đổi một màu khác. Mình sẽ tích chọn vào cái hình ở đây và mình sẽ đổi lại màu đỏ đi. Đó, màu đỏ. Ok chưa nào? Thì đó là xong hai cái mẹo để có thể sử dụng Zalo để nhắn tin cho bạn bè với những cái kiểu chữ khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng qua cái thủ thuật thứ ba nha.
Và cái thủ thuật thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn có thể nhắn tin với bạn bè với tin nhắn tự hủy. Cái này thì giống như là điệp viên luôn các bạn. Các bạn có thể nhắn tin cho bạn bè với một tấm hình nào đó. Tuy nhiên bạn bè của bạn chỉ có thể xem trong vòng 10 giây và tin nhắn đó sẽ tự động hủy và xóa tin nhắn đó đi và không còn lưu lại lịch sử nữa. Nó khá là hay phải không nào? Và để nhắn tin với cái dạng tin nhắn tự hủy này thì các bạn có làm như sau. Ở phía dưới nè, các bạn vuốt từ ngay chỗ nhắn tin nè, các bạn vuốt lên phía trên. Đó, khi đó nó sẽ xuất hiện một cái camera ở đây. Đó, thì các bạn lưu ý với các bạn là các bạn nhắn tin với hình ảnh nha. Thì ở đây các bạn chỉ cần chụp lại một tấm ảnh. Và các bạn có thể ghi chữ hoặc là ghi vẽ vời vào đây. Các bạn có thể vẽ vào đây nè. Hoặc là các bạn có thể ghi chữ vào trong cái phần này. Đây là hay. Đó. Và các bạn có thể di chuyển nè, phóng to nè. Đó, di chuyển phóng to. Hoặc là có thể làm những cái việc khác. Đó, xong rồi các bạn có thể click gửi. Đó, khi đó các bạn click gửi xong rồi nè. Thì nếu như bạn bè nhận được, đây, ví dụ đây, các bạn bè của các bạn nhận được và bạn bè của các bạn sẽ mở lên, bật cái tin nhắn tự hủy của bạn lên. Và họ có thể xem trong vòng 10 giây. Đó, như các bạn thấy là nó đếm ngược trong vòng 10 giây nè. Và sau 10 giây này nó sẽ tự động tắt. Và các bạn có thể xem tin nhắn trong vòng 2 lần. Các bạn có thể click chọn lại và xem lại một lần nữa. Và nó cũng sẽ đếm trong vòng 10 giây. Đây, nó sẽ đếm trong vòng 10 giây. Và sau 10 giây thì tin nhắn đó sẽ tự động hủy và xóa luôn. Đó, thì ở đây các bạn có thể trả lời bạn bè của bạn. Trả lời lại bạn bè của bạn, các bạn cũng vuốt lên. Và các bạn chụp hình lại. Và các bạn cũng vẽ hoặc là ghi tin nhắn vào đây. Xong rồi các bạn click gửi. Đó. Thì cái tin nhắn hồi nãy nhận được thì nó cũng đã xóa rồi nè. Khá là hay nha. Ok. Thì đó là cách để có thể nhắn tin với bạn bè với cái phong cách là tin nhắn tự hủy. Đó. Khá là độc đáo. Đối với cái thủ thuật thứ tư này thì mình thông báo với các bạn, đó chính là Zalo nó đã chính thức cho chúng ta sử dụng được cái tính năng bật nền đen trên Zalo. Thì để bật cái nền đen trên Zalo rất đơn giản, các bạn có thể click vào trong phần thêm ở góc phía bên tay phải ở đây, góc phía bên tay phải của các bạn. Xong rồi các bạn click vào cái hình vân răng ở góc phía bên tay phải trên cùng để vào trong phần cài đặt. Và trong cái phần cài đặt này, các bạn hãy tìm đến cái mục là giao diện cho mình. Ở cái mục giao diện. Và trong cái mục giao diện này thì nó sẽ có hai phần sáng và tối ở đây. Và hiện tại mặc định của nó là ở chế độ sáng. Đó, thì các bạn muốn chuyển sang chế độ dark mode, chế độ giao diện tối, thì các bạn có thể tích chọn vào cái phần tối này. Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang cái giao diện tối cho các bạn. Đó. Thì cái giao diện tối này nó rất là tốt cho mắt của các bạn nha. Cũng như là vừa tiết kiệm điện hiệu năng, tiết kiệm pin cho điện thoại của bạn nữa. Đây mình sẽ lướt qua một vài thứ để cho các bạn xem được cái giao diện của ứng dụng Zalo khi ở chế độ tối nè. Nó rất là đẹp phải không nào? Ngoài cái này thì các bạn ở trong cái phần nhắn tin nữa. Trong cái phần nhắn tin của các bạn nó cũng mang giao diện tối luôn. Đó. Thì các bạn có thể nhắn tin cho bạn bè mà không sợ bị mỏi mắt và khô mắt nha. Đặc biệt khi các bạn xem điện thoại quá nhiều thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là khô mắt của các bạn đó. Thì cái này thì nó giảm thiểu rất là tốt mắt của các bạn bị khô mắt nha. Ok, đó là xong cái mẹo thứ tư. Và cái mẹo thứ năm của các bạn đó chính là các bạn có thể cài đặt được âm thanh nhạc nền cho Zalo của bạn. Thì ở đây các bạn có thể cái tính năng này thì các bạn có thể cài đặt được cho điện thoại Android và cả cho điện thoại iPhone luôn. Và để cài đặt thì các bạn lên trang Zalo của các bạn, mặc định của bạn ở đây, và các bạn nếu như các bạn có cái dấu là cài đặt nhạc nền ở trên này nè,
ở trên hình nền của bạn nè, thì các bạn chỉ cần tích chọn vào. Các bạn tích chọn vào và ở đây thì các bạn có thể là chọn một bài khác nè. Và ở trong cái phần này thì nó sẽ lấy cái nhạc ở trên Zing MP3 làm nhạc nền cho Zalo của các bạn luôn. Thì tại đây các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ một bài nào đó mà có trên Zing MP3 thì nó sẽ lấy cái nhạc đó làm nhạc nền cho Zalo của các bạn. Đó, thì đây mình sẽ thử tìm một bài bất kỳ nha. Ví dụ mình sẽ tìm bài Lạc Trôi nè của Sơn Tùng. Đó thì các bạn có thể lướt xuống phía dưới Lạc Trôi. Đó thì các bạn có thể chọn một bài nào đó bất kỳ. Trước khi chọn thì các bạn có thể nghe cái bài đó và các bạn chọn làm nhạc chuông. Và bất kỳ ai hoặc là bạn vào trang cá nhân của bạn thì cái bài nhạc này nó cũng sẽ tự động phát nhạc lên cho các bạn luôn. Khá là hay nha. Thì đây cũng là một cái tính năng khá là hay của Zalo mà hiện tại trên Facebook nó vẫn chưa có. Ok, thì đến đây mình đã chia sẻ cho các bạn 5 cái mẹo để có thể sử dụng Zalo hiệu quả trên điện thoại Android. Thì nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh Kiến Thức Dạo của mình để có thể xem nhiều video mới nha. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào tạm biệt các bạn.